chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tham gia tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn huyện. Qua đó góp phần làm lan tỏa, nhân rộng những hành động cao đẹp để nhiều người cùng học tập, rèn luyện, noi theo. Bà còn đi mua gia dụng ở đâu? Hãy đến với Gia dụng Việt theo ngay. Gia dụng.vn, mua gia dụng ở đây, giá rất tốt, khuyến mãi lớn, nhanh tay lựa chọn. Cuộc sống hiện đại, ngại chi vào bếp, cần mua đồ gia dụng tới ngay gia dụng.vn, thuộc hệ thống bán lẻ Viettel với những sản phẩm kèm khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Nước sôi, nước sôi, có nước sôi ngay với ấm siêu tốc Sunhouse với giá chỉ 199.000 đồng. Bình thủy điện Sunhouse giá chỉ 1.199.000 đồng. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, cơm càng ngon hơn với nồi cơm điện đến từ các thương hiệu Kangaroo, Sunhouse, Tefal với giá chỉ từ 499.000 đồng. Ép rau, ép quả, ép trái, bổ sung ngay vitamin mỗi ngày với máy ép quả Haferler, máy xay sinh tố Philips với giá chỉ từ 699.000 đồng. Nồi chiên không dầu Sunhouse, lò vi sóng sát, giá khuyến mại chỉ từ 1.790.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thêm nhiều khuyến mại khi sắm các sản phẩm gia dụng tại hệ thống bán lẻ Viettel, gia dụng.vn. Sắm đồ gia dụng tới gia dụng.vn thôi. Để trẻ em được sống, học tập, vui chơi, giải trí trong môi trường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại trên địa bàn. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.